Hello tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay mình sẽ làm một video để nói về những cái phụ kiện mà anh em chơi nó cần phải dùng đến anh em nhé. Thì mình sẽ nói từng một phụ kiện một và mình sẽ báo giá luôn. Anh em nếu mà cần thì anh em cứ alo mình nhé anh em. Ok anh em. Ok anh em, đầu tiên là cái kéo anh em ạ. Kéo thì là hiện tại bên em có về cái loại kéo hộp này. Kéo hộp này là kéo rất là xinh nhá. Kéo hộp này là 20.000 một cái. Có một cái loại kéo nữa nhưng mà kéo rẻ hơn một xíu là bên em cái loại đó thì loại chỉ có người nhập mới hiểu thôi. Đấy, loại này là 20.000 một cái anh em nhá. Hiện tại là anh em có cái kéo này mới nhập về đúng hàng loại này. 20.000 một cái. Anh em ạ, tiếp theo là cái giấy quần nã. Giấy quần nã này thì nếu mà tới lâu năm thôi thì anh em sẽ biết cái tác dụng cái này cực kỳ tác dụng luôn anh em ạ. Cái này thì hiện giá hiện tại là 10.000 một giấy. Hiện tại bên em đang sale là 10.000 một giấy anh em nhá. Cái giấy này là giấy điểm làm cho gần nhá. Mặt này là mặt giá anh em ạ, mặt giá giống da bò này. Còn mặt này là mặt su này. Cái này là để có chức năng là quấn vào nã. Quấn vào nã để cho cái nã nó có cái độ bám với cái tay. Đấy, 10.000 một cái. Thì cái này có 3 màu. Màu xanh da trời, màu xanh lá cây và màu đen. Đấy, anh em nếu mà cần thì anh em cứ liên hệ 10.000 một sợi anh em nhé. Đó, cực kỳ này, giá này anh em thấy giá không? Đấy, cái này là em dùng rất là nhiều và một số anh em nếu mà chơi lâu năm rồi là họ sẽ bị tác dụng của cái này. Nó cái bám người mà bị khớp mà gọi là bị ra mồ hôi tái ấy thì cái này cực kỳ quan trọng. Tại vì thứ nhất là nó không lưu mồ hôi nhá. Cái này là gió bỏng. Cái mặt là mặt da bỏng này, cho nên nó không lưu mồ hôi, cho nên nó không hôi gì nọ. Dùng được rất là bền cái nọ. Đấy. Đây anh em, đây. Đấy, 10.000 một giấy anh em nhá. Theo anh em, tiếp theo là trên màn hình là cái bờ găng, cái băng keo ngụy trang. Cái băng keo ngụy trang này thì hiện tại là có bên em nhập một màu này. Tại vì cái màu này là một số anh em rất là chuồng, cho nên em nhập chuyên một màu này luôn. Cái này là 10.000 một cuốn anh em ạ. Cái này bề rộng của nó là tầm khoảng 4.5 cm. Chiều dài của nó có thể sử dụng được tầm khoảng 2 cái nã là thoải mái em nhé. Hai cái nã thì anh em một cái cũng được nếu như anh em thích quấn dây nhá. Còn bình thường như em quấn hai cái thôi. Cái này có chức năng giống như cái vải quấn lúc này em giới thiệu ấy, có chức năng làm bám tay vào cái nã thật làm cho bám tay thôi. Với thứ hai có chức năng giống như cái lúc này là bảo vệ cái nã khỏi bị xước. Đấy, anh em nếu mà mua một cây nã mà anh em không muốn bị xước để khi nào mình thanh lý cho nó rẻ thì tốt nhất là nên quấn cái này 10.000 một cái. Đấy, là em muốn giới thiệu cho anh em một cái nữa, đó là bia tập bản này anh em ạ. Bia tập bản này thì bên em có, đấy là cái loại răng silicone này thì là 5.000 một cái. Nó có cái loại 3 cm và 4 cm. Đây, trên tay của em giới thiệu là cái loại này là loại 4 cm và cái loại này loại 3 cm. Nó có một cái lỗ như này này, lỗ như này đấy, lỗ như này là lỗ treo để cái sợi thun lấy cái sợi chỉ dây du ấy sâu qua rồi treo lên để tập bắn. Đấy, một số anh em có lẽ không biết nhưng mà em sẽ nói qua ha, một số anh em thì biết rồi. Cái này là để tập bắn ở giữa nó cái chỗ lông tập bắn, hoặc là anh em nếu mà có vườn rồng ấy thì anh em treo lên ở ngoài vườn ấy để tập bắn. Còn nếu như thời gian mình không đi săn được thì mình tập bắn ở nhà anh em nhá. Đây là bia tập bắn sử dụng cho bản hoặc là luyện bản. Tập bản là một số anh em mới chơi thì họ tập, còn một số anh em luyện cơ tay khỏi quên thì cũng là có chức năng đó luôn anh em nhé. Ok anh em, tiếp theo là giới thiệu với anh em là ốc titan. Ốc titan em xem nhé, ốc này là ốc 3 màu ở trên đỉnh nhé. Ốc này là có màu xanh, màu hồng và màu lục lam, màu xanh lục bảo, là lồn rửa 3 cái màu này. Cái này nó được gọi là 7 màu nhé. Tiếp theo là màu xanh lục bảo. Đấy, tiếp theo là màu hồng. Đấy, ba cái màu mà rất nhiều người đang dùng. Thì một cặp ốc titan này để lắp được, ốc này là ốc M4, lắp cho tất cả các cái nã tao hiện đại và các cái nã CNC nhá, đều vừa hết. Thì một cặp như này anh em có thể lấy gộp nhé. Có thể lấy một cái ốc này hoặc là kèm theo cái ốc này. Nói chung là tất cả các cái ốc ở đấy có thể anh em mix lại. Ví dụ như anh em muốn lấy một cặp, mai anh em muốn lấy một cặp
một cặp mà trong đó một cái lục bảo và một cái hồng là cũng được nhé. Giá của nó hiện tại là 40.000 một cặp kèm theo vịt vàng em nhé, 40.000 một cặp kèm theo vịt vàng đấy, là rất rẻ em ạ, 40.000 một cặp. Hiện tại thì một số anh em có những cái loài gọi là không phải ốc titan mà là mà titan thì nó rẻ hơn, còn đấy là chính xác titan anh em nhé, sang lục bảo đấy, 40.000 một cặp, rất là nét, rất là đẹp. Ok anh em, tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho anh em cái phụ kiện này cực kỳ quan trọng, tại vì cái này là em dùng rất là nhiều, mỗi lần đi sáng hoặc là mỗi lần đi nắng là đều dùng cái này. Thì hiện tại mùa đông này hầu như ai cũng dùng cả, ví dụ là cái này quan trọng nhất này, cái găng tay màu đen này đấy, màu đen, còn đấy là màu xanh này, đây là màu xanh này anh em. Đó, màu xanh, màu đen, màu xanh, và có cái một màu gọi là màu này nhá, màu này em này, đấy để em đeo cho anh em xem luôn, để cho anh em xem thực tế luôn. Thì cái găng tay này thì ra 60.000 một nữa em nhé, 60.000 một cặp và hai cái đây em này đấy. Thì tiếp theo đấy là em sẽ giới thiệu cho anh em cái găng tay. Găng tay thì 30.000 một cặp thế này là 30.000, nó có một cặp màu đen nữa anh em ạ, đây nó có cặp màu đen nữa đây anh em, nếu mà hợp màu đen thì lấy màu đen, anh em nếu mà hợp màu trần rí thì lấy màu trần rí anh em nhé. Thì em muốn giới thiệu cho anh hai loại, một loại là một cặp này là 60.000, còn một cặp tay ống này là 30.000 anh em nhé, thì em cần thì cứ liên hệ. Em muốn giới thiệu cho anh em tiếp theo là cái móc khịt bí anh em ạ. Cái móc khịt bí này thì anh em bán rất nhiều, hiện tại là gồm có ba loại móc khịt bí, thì đều là một loại khịt bí hết, nhưng mà cái cấu kết và cấu nó kiểu nó khác nhau, thì giá nó khác nhau. Ví dụ cái màu này là màu 60.000 này, màu này là màu 70.000 này, màu này là màu 80.000, nó khác nhau cái gì, nó giống nhau là giống nhau ba cái móc này với cả khịt bí này, khác nhau là khác nhau mấy cái tăng tỷ đây này. Đấy, ví dụ như cái này 60.000 nhá, là nó chỉ có một cái móc đây, để em lấy ra, tại vì cái cục này là em đang làm để giao cho một khách sỉ đấy. 60.000 là nó chỉ có cái này đây, đó 60.000 như thế này anh em ạ, được khách rất là đẹp như thế này, cực kỳ đẹp luôn đây. Em bỏ ra đây 60.000, tiếp theo là 70.000, nó khác nhau là nó có một hai cái bát đầu lâu ở dưới đây đó, em xem đó khác nhau chỉ có vậy thôi đó, em xem một sự nó hít có màn không, quá màn luôn đấy, cái này là cái siêu hít mà nó hít được khoảng 1 kg anh em ạ, nó hít được 1 kg đấy. Tiếp theo là cái 80.000 nó khác nhau cái gì, khác nhau thì là nó có thêm cái này và nó có thêm một cái pad này nữa, pad này là pad đầu lấu anh em ạ, pad đầu lấu cực kỳ đẹp luôn anh em, nếu mà treo đi quần thì cực kỳ phê luôn. 80.000 một cái là một cái hít bi 80.000, nếu mà cần thì anh em bảo là bảo cho tôi một cái HB, anh em có thể lấy 80, 70 hoặc là 60 thì anh em có thể gọi cho em nhé. Ok anh em. Ok anh em, tiếp theo là cái HB. Nói thêm về cái HB thì bên em có cái loại HB rẻ nữa, đó là HB bằng giá như này, bằng hướng dương như này. Cái này là 35.000 một cái anh em nhé, 35.000 một cái là rất ok luôn. Tiếp theo là bên em có bán cái móc rơi như này. À cái HB rơi như này, cái HB này là 20/20 mà cái này em gắn đấy, thì bên em có bán cục riêng biệt anh em nhé. Một cục như này nếu anh em lấy mỗi cục như này này là 45.000 một cục, và cái hịch bi nhận hịch bi anh em này, nhận hịch bi này thì là 5.000 một cái. Bình thường thì anh em lấy chúng thì bên em sẽ tăng anh em nhé, cái nhận hịch bi này 5.000 một cái anh em nhé, bạn nếu bán là 5.000 một cái, còn cái cục hịch bi 20/20 này là 45.000 một cái, còn hịch bi này là 35.000 một cái. Đấy. Ok anh em cần thì cứ lên này. Ok anh em, tiếp theo là vòng này là vòng silicon chống trơn em ạ. Cái này thì một số anh em đang dùng là gắn vào nã, gọi là gắn vào cái chặt nã ấy, là để cũng có chức năng là chống trơn, giống như là cái silicon ấy, giống như cái băng ngụy trang và cái dây quần nã, nó có tác dụng như nhau, là dùng để là quấn vào nó để bám tay hơn, có chức năng bám tay hơn. Thì nó có rất nhiều màu nhé mọi người, có rất nhiều mà. Cái này thì một số anh em mua về không chỉ để dùng ở nã, mà anh em có thể dùng ở nó cái chỗ cân cấu ấy, nó cái chỗ tái cầm của cân cấu để cho nó bám cân
để tay bấm bấm cân cấu hơn, gọi đỡ đau tay. Thì cái này có chức năng là bằng silicone, chức năng của nó thì nó rất là mềm và nó bám tay. Đấy, nó có nhiều màu, thì anh em bình thường em bán thì một chục như thế này là 20.000, một chục 10 cái 20.000 để anh em về lựa chọn và sử dụng cho cả cái nã. Một cái nã thì có thể dùng được khoảng 4 đến 7 cái. Thì bình thường anh em mua một chục là 20.000 anh em nhá. Ok anh em cần thì liên hệ. Ok anh em nhá. Tiếp theo là cái cuối cùng này em muốn giới thiệu cho anh em là cái 500 đít nã. 500 đít nã này thì là 20.000 một cái anh em nhá. 20.000 một cái. Cái này là siêu màn luôn. Cái này là để một số anh em dùng cái những cái nã mà nã CNC ấy mà có chế cái 500 đít nã ấy. Thì đây là một trong những cái mà anh em cần mua nhá. Cái này thì là có thể anh em mua về để anh em buộc ở dưới đít nã cũng được. Cái này là 20.000 một cái anh em nhé, 20.000 một cái, cho nên anh em này, anh em nếu mà cần thì anh em cứ liên hệ nhé, cực ok luôn. Nói chung là tất cả các những sản phẩm hit siêu hit như thế này thì không thể nào làm cho anh em thất vọng đâu. Đấy, anh em cứ alo, cần thì cứ alo nhé, 20.000 một cái.